Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Vinh danh Chúa. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilea, người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Andrê em ông. Cả hai đang thả lưới dưới biển vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: các ngươi hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo người. Đi xa hơn một đổi, người lại thấy hai anh em khác là Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và Gioan em ông, đang thả lưới trong thuyền với cha là Giê-bê-đê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ Thánh Andrê, nhưng có hai truyền thống. Là một là cho rằng Thánh Andrê là anh ruột của Thánh Phêrô, còn một truyền thống khác thì lại cho rằng Thánh Phêrô mới là anh của Thánh Andrê. Chúng ta không biết đích xác hai con người này là anh em, ai là anh, ai là em, nhưng chắc chắn họ là anh em ruột của nhau. Thôi thì cái chuyện các ngài là anh em như thế nào chắc không quan trọng với chúng ta, cho bằng là tấm gương của các ngài để lại cho chúng ta, một tấm gương theo Chúa cho đến cùng, một tấm gương theo Chúa cho đến nỗi cả hai anh em đều đổ máu vì đức tin, vì danh Chúa Kitô, vì lẽ sống của giáo hội. Vì thế cho nên đó mới là điều mà chúng ta cần học hỏi, chúng ta cần ghi nhớ hơn là ai là anh, ai là em. Và hôm nay bài tin mừng Thánh Gioan cho biết là khi Chúa Giêsu đi ngang qua ở trên biển hồ thì Chúa gọi hai cặp anh em, Thánh Phêrô và Thánh Andrê, cặp còn lại là Thánh Gia-cô-bê và Thánh Gioan. Hai cặp anh em đang đánh cá ở trên biển hồ thì được Chúa gọi. Thế nhưng tôi tin chắc là các ngài đã từng theo Chúa trước rồi. Hôm nay Chúa đi ngang, Chúa ngoắc một phát thì đi theo Chúa thôi, chứ còn các ngài đã có một tương quan với Chúa trước rồi. Bằng chứng là trong tin mừng Thánh Gioan thì có lần khi Thánh Andrê được Thánh Gioan tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu là đây là đấng chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Bởi vì trước đây Thánh Andrê là môn đệ của Thánh Gioan tẩy giả, thì ngay lập tức Thánh Andrê bỏ Thánh Gioan ở đó mà đi theo Chúa. Rồi sau khi đi theo Chúa xong thì Thánh Andrê quay trở về gọi Thánh Phêrô và giới thiệu với Thánh Phêrô rằng: tôi đã gặp đấng Mêsia, là đấng mà Gioan tẩy giả đã giới thiệu với tôi. Thế là cả hai anh em từ đó về sau đã đi theo Chúa Giêsu. Như vậy, hôm nay trên biển hồ, hai thánh đã nhanh chóng bỏ thuyền của mình để theo Chúa, cũng có nghĩa là giờ phút quyết định đã đến, chứ còn cả hai ngài đã gặp Chúa trước rồi. Trong những lần đầu tiên, rõ ràng là các ngài giới thiệu Chúa cho nhau, thì rõ ràng là thế. Và trong tin mừng chúng ta thấy có những lần khác Thánh Andrê cũng xuất hiện, chẳng hạn như cũng trong tin mừng Thánh Gioan thì một ngày nọ có những người từ Hy Lạp, anh chị em biết là những người ngoài đất nước Israel đều là những người không tin Chúa, bởi vì chỉ có dân tộc Israel mới thờ Đức Gia-vê Thiên Chúa thôi. Cho nên là những người Hy Lạp tới Jerusalem và nghe rằng có thầy Giê-xu giảng dạy, cho nên hỏi thăm. Và Thánh Andrê đã đưa những người ngoại giáo này đến gặp Chúa Giêsu, những người Hy Lạp đến gặp Chúa Giêsu, và cũng từ đó
mà những người Hy Lạp cũng đã nhận Chúa, đã tin Chúa, không biết có theo Chúa không nhưng đã tin nhận Chúa. Thánh Gioan chỉ dừng lại ở đó, không cho biết là những người ngoại giáo này rồi cuối cùng có theo Chúa đến cùng không, mà chỉ biết là trong câu chuyện Thánh Andrê đã giới thiệu những người ngoại giáo cho Chúa. Như vậy đã hai lần Thánh Andrê giới thiệu Chúa Giêsu cho con người, một lần cho Thánh Phêrô và bây giờ là giới thiệu cho những người ngoại giáo. Đồng thời anh chị em nhớ lại trong câu chuyện cũng trong Tin Mừng Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu rao giảng cho dân chúng đến chiều rồi, thế thì dân chúng đã đói, cho nên Chúa bảo là các con hãy cho họ ăn đi. Các tông đồ thưa với Chúa rằng: thưa Thầy, làm sao mà chúng con có thể cho ăn được với bao nhiêu ngàn người đây? 200 đồng bạc bánh cũng chả thấm vào đâu. Nhưng Chúa vẫn bảo rằng các con hãy cho họ ăn. Rồi cuối cùng Thánh Andrê phát hiện ra một em bé và giới thiệu em với Chúa. Lại một lần nữa Thánh Nhân lại giới thiệu. Thánh Nhân nói với Chúa rằng: thưa Thầy, ở đây có một em bé trai có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Thế là từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một bé trai, Chúa đã làm phép lạ cả thể, biến bánh và cá ấy đến nỗi 5.000 người ăn mà vẫn còn dư. Chúng ta thấy vai trò của sự giới thiệu. Ở đây Thánh Andrê là người trung gian để đưa con người về với Chúa, để đưa Chúa đến với con người. Sứ mạng này cũng là sứ mạng của chúng ta, thưa anh chị em, trong cuộc sống làm Kitô hữu. Hội Thánh vẫn luôn nhắc nhở chúng ta, đó là làm chứng cho Chúa, là giới thiệu về Tin Mừng của Chúa cho anh chị em xung quanh. Cho nên chúng ta học lấy bài học của Thánh Andrê, chúng ta ghi nhớ tấm gương của Thánh Andrê, để trong đời sống hàng ngày gặp gỡ bất cứ ai, chúng ta cũng nhớ đời sống của mình phải làm chứng tá cho Chúa. Và đến ở đâu, đi làm việc hay là tương quan với những người xung quanh mình, chắc chắn trong đời sống của một người giáo dân, anh chị em sẽ gặp rất nhiều những người ngoại giáo xung quanh mình. Hãy cho họ biết về Chúa Kitô, hãy cho họ biết nếu khi thuận tiện bằng lời nói của chúng ta, nhưng trước hết bằng tấm gương sống đức tin của chúng ta, để nói cho mọi người về danh Chúa của chúng ta, giới thiệu anh chị em với Chúa và giới thiệu Chúa đến với anh chị em. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là nhiệm vụ của tông đồ mà chúng ta phải học lấy từ nơi Thánh Andrê, để chúng ta cũng trở thành tông đồ mới của Chúa.